Mới đây, công ty điện tử Samsung Vina chính thức giới thiệu đến thị trường di động Việt Nam hai phiên bản Galaxy A51 và Galaxy A71 Hồng Plus Trendy. Đây không chỉ là món quà độc đáo cho ngày quốc tế phụ nữ, mà còn là một lựa chọn đầy phong cách cho người dùng trẻ.